Anna Trương, con gái diva Mỹ Linh lộ ảnh đính hôn với bạn trai Tây. Mới đây, Anna Trương, con gái riêng của nhạc sĩ Anh Quân, chồng diva Mỹ Linh, đã chia sẻ loạt ảnh đính hôn cùng hôn phu người Mỹ gây sốt mạng xã hội. Anna Trương trông cực kỳ rạng rỡ, hạnh phúc, khiến ai nhìn vào cũng vô cùng ngưỡng mộ. Được biết, chồng sắp cưới của Anna Trương là một tay trống, từng hoạt động chung trong một ban nhạc với cô. Cặp đôi quyết định tiến đến hôn nhân sau 4 năm yêu đương kín tiếng. Trước đó vào cuối năm 2020, diva Mỹ Linh cũng đã thông báo về việc Anna Trương đính hôn. Mặc dù không phải là mẹ con ruột, nhưng Mỹ Linh và Anna Trương vô cùng thân thiết. Mỹ Linh từng dành nhiều lời khen ngợi cho con gái riêng của chồng. Hai mẹ con cũng từng hợp tác chung trong một số sản phẩm âm nhạc. Chính vì vậy, khi Anna Trương đính hôn, Mỹ Linh vô cùng vui mừng thông báo đến mọi người. Hiện tại, Anna Trương đang định cư tại Mỹ và tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, sản xuất âm nhạc. Là một người kín tiếng nên cuộc sống của Anna Trương luôn khiến công chúng tò mò. Những năm qua, Anna Trương có sự nghiệp rất thành công ở Mỹ, được nhiều người ngưỡng mộ. Năm 2013, Anna đi du học chuyên ngành nhà sản xuất âm nhạc tại Học viện Berklee College of Music. Đây là một trong 4 học viện âm nhạc được đánh giá cao, có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từng theo học. Trong quá trình học tập, Anna liên tục đạt được thành tích tốt. Sau khi tốt nghiệp, cô đảm nhiệm công việc kỹ sư âm thanh tại phòng thu Igloo Music ở Los Angeles. Đây là phòng thu nổi tiếng từng đạt tổng cộng 24 giải Grammy danh giá. Bên cạnh đó, Anna Trương và Mỹ Linh còn được công chúng chú ý bởi mối quan hệ mẹ ghẻ, con chồng cực kỳ tốt đẹp, câu nói khác máu tanh lòng hay bánh đúc có xương. Hoàn toàn sai khi nói về cách Mỹ Linh đối xử với con riêng của chồng. Chẳng những yêu thương Anna như con ruột, Mỹ Linh còn góp phần không nhỏ trong sự nghiệp thành công của cô. Anna Trương từng chia sẻ, cô sống với mẹ Mỹ Linh từ năm 3 tuổi, được yêu thương, dạy dỗ và định hướng chẳng khác nào con ruột. Năm Anna chuẩn bị vào lớp 1, nữ diva đã viết thư cho mẹ ruột cô nàng ở Đức về tình hình con sắp đi học, không thể nghỉ nhiều được. Trong thư, ca sĩ Mỹ Linh bày tỏ muốn nuôi hẳn Anna và hứa sẽ lo cho con học tốt nhất, trường tốt nhất và đời sống tốt hơn cả ở Đức. Cảm nhận được tấm chân tình của Mỹ Linh, mẹ ruột Anna ở Đức đã ký giấy từ bỏ quyền nuôi con. Nhiều năm qua, Mỹ Linh đã làm đúng những gì mình đã hứa, chăm sóc Anna như chính mình sinh ra. Và hiển nhiên là Anna cũng không hề coi Mỹ Linh là mẹ kế. Cô thoải mái tâm sự tất cả mọi chuyện trong cuộc sống cho Mỹ Linh để nhận được lời khuyên đúng đắn nhất. Bản thân nữ diva cũng luôn tôn trọng riêng tư của con nhất có thể, không bao giờ dò xét hay hỏi han quá đà. Anna từng tâm sự, mẹ Mỹ Linh là người thân thiện và nhân hậu. Mẹ nhìn mọi chuyện ở góc độ tích cực nhất. Ở nhà, mẹ dạy cho ba chị em rất nhiều điều trong cuộc sống như cách nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Chúng tôi được học các kỹ năng sống từ mẹ. Tôi học được ở mẹ Mỹ Linh cách vị tha trong mọi chuyện. Không có khoảng cách nào giữa tôi và mẹ Linh cả. Chúng tôi là một gia đình đúng nghĩa. Tôi thấy mình may mắn vì có một người mẹ luôn tin tưởng ở tôi. Mẹ luôn thúc đẩy tôi mỗi khi tôi có những băn khoăn hay yếu đuối. Những khi yếu đuối, tôi chỉ muốn gọi cho mẹ tôi ngay lập tức để được nghe mẹ động viên. Dù bận bịu đến mấy thì mỗi khi tôi gọi điện mẹ đều bắt máy và lắng nghe những tâm sự của tôi. Tình cảm của tôi và mẹ giống như mẹ và con gái bình thường. Có những lúc vui, có lúc hai mẹ con dỗi nhau, có lúc lại thì thầm như bạn thân. Càng ngày tôi càng thân thiết với mẹ hơn. Tôi rất tự hào về mẹ vì mẹ đã cho chúng tôi tất cả những điều tốt đẹp nhất. Mẹ cho chúng tôi cơ hội mà không phải ai cũng có được. Mẹ đi làm về lúc nào cũng vui vẻ, hỏi chúng tôi hôm nay làm gì, có gì vui không. Khi mẹ có show diễn ở các tỉnh thì mẹ luôn book vé về sớm nhất có thể. Càng lớn tôi càng thấy yêu điều đó ở mẹ vì mẹ yêu gia đình và mẹ cũng đồng hành cùng tôi trong sự nghiệp và cuộc sống. Có thể nói, mối quan hệ giữa Mỹ Linh và Anna Trương là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói. Chỉ cần trao yêu thương, nhất định sẽ nhận lại thứ tương xứng với nó.